Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Chương trình Lối ra của chúng tôi thì có rất nhiều khách mời và khách mời đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi một lứa tuổi thì họ có cách nhìn nhận về những nỗi buồn và cách vượt qua đi khác nhau. Họ chiêm nghiệm cuộc sống khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một người khách mời mà tôi nghĩ rằng sẽ là thần tượng của rất nhiều người. Và xin giới thiệu diễn viên Quang Minh. Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công, là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Năm 1990, ông sang định cư tại Nam California và làm nghề lồng tiếng cho phim Hồng Kông cũng như theo nghề diễn viên hài. Những năm gần đây, nam diễn viên tích cực về nước và tham gia các bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Em Chưa 18, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Tìm Chồng Cho Mẹ. Ông và diễn viên Hồng Đào từng là cặp đôi nổi tiếng, luôn song hành cùng nhau từ trên sân khấu cho đến ngoài đời. Tuy nhiên, cuộc hành trình của cả hai kết thúc sau 24 năm chung sống, gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Em chào anh. Đúng. Em mời anh. Thôi thì trước tiên Quang Minh xin phép chào quý vị khán giả của chương trình Talk Show Lối Ra. Vâng, em cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Talk Show của em. Vì không dễ gì có nhiều người nhận lời tham gia một cái show mà có thể khiến cho mình buồn lại hoặc là gợi lại nỗi buồn của mình, chít là vậy. Đấy, nhưng mà cũng có nhiều người thì dù sao khi họ đã vượt qua nỗi buồn đủ lâu rồi thì cũng vững vàng hơn. Và cái câu chuyện mà mọi người chia sẻ ở đây thực ra giúp ích rất nhiều cho những khán giả của bọn em mà đang ở trong một cái giai đoạn mà họ cũng đang phải vật vã với nỗi buồn, họ phải đấu tranh với nỗi buồn. Thì đôi khi xem chương trình Lối Ra này họ lại cũng có cho mình một vài gợi ý. Anh nghĩ là không ít thì nhiều, sau khi mà xem chương trình Lối Ra của em á, vâng, nhất là những cặp vợ chồng, vâng, xem xong đổ dở rồi, vâng, thì từ đó mỗi người có một suy nghĩ, vâng, mỗi người có một cái nỗi buồn khác nhau hết, vâng, và từ đó sẽ rút ra được một kinh nghiệm, một bài học. Vâng, và ngày hôm nay thì chính anh cũng trở thành người mà sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình, những cái nỗi buồn và cách vượt qua của mình, để biết đâu khán giả của em cũng sẽ nhìn nhận được một cái gì đấy để rút kinh nghiệm cho cuộc sống riêng của mình. Anh thú thiệt với em á, là sau khi chuyện của anh xảy ra rồi đó, vâng, anh rất ít khi bàn tới chuyện này. Vâng. Tại vì em biết rồi, nó đâu có vui gì đâu mà nghĩ tới. Vâng. Nó giống như là một vết thương vậy đó. Vâng. Anh không muốn khởi lại. Vâng. Em nghĩ là cũng cần một lần nói ra. Tại vì có thể khi mà mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa hơn rồi thì anh cũng nên nói ra một lần, thì cũng là một lần để mình gọi là muốn minh định lại mọi thứ, muốn rõ ràng mọi thứ. Có một cái dở của những người nổi tiếng đó là cuộc sống riêng tư của anh em mình thường xuyên bị để ý, bị quan tâm. Và khi cuộc sống riêng tư đấy nó xảy ra biến cố thì có rất nhiều người sẽ quan tâm hơn nhiều nữa. Và họ quan tâm xong thì có thể họ không thiếu thông tin, thì họ có thể tự đặt ra thông tin. Và cái việc tự đặt ra thông tin đấy đôi khi nó đúng, hoặc cũng đôi khi đa phần thì là không đúng. Nên là thôi, anh em cứ nói chuyện một lần để cho rõ ràng thêm thông tin. Để nếu như có ai quan tâm đến anh em mình thì hay quan tâm đến cuộc sống của anh, thì người ta cũng đã có đầy đủ thông tin để người ta quan tâm cho đúng. Thì em nghĩ đấy là một cách mà anh em ta sẽ làm cho ngày hôm nay. Thôi nhưng mà trước tiên thì phải nói về ngày trước đi. Thời anh Quang Minh còn thời trẻ, thời bắt đầu đến với nghề, anh yêu thích nghề sân khấu là từ trẻ luôn ấy. Anh cũng không ngờ anh vô nghề này. Anh nhớ là năm 1981. Vâng. Hồi phải nói thật lòng là hồi đất nước mình còn khó khăn. Vâng. Thì tự tình cờ anh đi ngang trường nghệ thuật sân khấu 2. Vâng. Anh mới thấy là tuyển sinh. Vâng. 10 nam, 10 nữ. Vâng. Mà vô đó đó, được mỗi một tháng được, không biết cái thời đó em biết vâng cái từ nhu yếu phẩm không? Dạ, 81, năm 81 là em cái năm sinh của em luôn. Em chưa biết đâu, năm đó là vô trường đại học là được mua gạo nè, được mua thịt nè. Tức là có phân phối. Có, đó, cho nên chỉ vì lý do đó anh vô đó anh thi. Vâng. Thì may mắn một điều là anh đậu. Vâng. Đó, anh học trong trường đó 4 năm, năm 84 ra trường. Vâng. Nhưng mà cái điều kiện để vào trường đấy thì chắc chắn người ta tuyển lựa cũng phải tuyển lựa khá kỹ rồi. Anh khó cũng lắm. Anh cũng phải là người có ngoại hình tốt. Ừ. Lúc ấy hồi trẻ chắc chắn là đẹp trai. Bây giờ không đẹp em. Bây giờ vẫn đẹp nhưng bây giờ đẹp lão kiểu. Em đùa thôi. Nhưng mà chắc chắn là có ngoại hình này. Thứ hai nữa là anh phải có năng lực về diễn xuất rồi, hay là năng lực năng khiếu về cái nghề đấy thì người ta mới tuyển chứ, đâu có đơn giản. Em thực ra cũng muốn thi sân khấu điện ảnh. Nhưng cùng em không thi được, em phải làm nghề khác đấy. Thì lúc đó là người ta thi đông lắm.
Vâng. Mấy ngàn người thi vô đó mà chọn chỉ có 10 nam, 10 nữ. Vâng. Thì anh may mắn được được đậu vô. Vâng. Và học trong trường đó 4 năm. Vâng. Anh ra trường năm 84. Vâng. Đó. Xong bắt đầu là anh đi làm ở đâu? Anh lúc ấy anh là đã... tự xin việc hay là được phân phối phân công về một sau nhà? sau khi mà mình học ra trường rồi đó. Vâng. Thì mình tự đi tìm những cái đoàn kịch. Vâng. Mình tham gia. Vâng. Thì anh được may mắn đầu tiên là anh được vào đoàn kịch nói Kim Cương. Kịch nói Kim Cương. À dạ. Vâng. Rồi sau đó anh sang đoàn kịch nói Bông Hồng. Bông Hồng. Đó, rồi sau đó vô sang đoàn kịch trẻ. Vâng. Thế ngày đấy là anh đắm đuối với nghề. Anh đắm đuối với nghề. Đắm đuối với nghề, sau đó thì anh xuất ngoại ra nước ngoài. Năm 90 anh sang nước ngoài. Vâng. Qua bển á, cái nghề mà nghề chánh mà nuôi sống anh á. Vâng. Từ năm 91-92 đó là anh làm về chuyển âm phim. Chuyển âm phim. Ừ, anh làm chuyển âm phim á, mà Việt Nam mình gọi là lồng tiếng á. Lồng tiếng. Đó, vâng. Anh chuyển âm phim những cái phim của Hồng Kông. Hồi đấy lồng phim có khó lắm không ạ? Tại vì là cái cách lồng phim của TVB nó trở thành thương hiệu luôn. À. Về sau bọn em là ám ảnh là vẫn nhớ cái cách lồng tiếng của TVB luôn. Đợt đấy là anh lồng ở bên Mỹ luôn. Cũng có, anh lồng bên Mỹ em. À. Nhưng mà cái thời của tụi anh đó nó còn đơn giản lắm. Vâng. Là một mình ngồi bấm. Rồi mình coi cái màn hình, coi cái miệng. Vâng. Rồi vừa bấm vừa play, rồi vừa dòm kịch bản nữa. Vâng. Anh có cần phải biết tiếng Trung không? Không, không, không. Có người dịch sẵn ra cho mình hết. Vâng, có một cái bảng chữ này, xong là anh cứ nhìn. Cứ nhìn. À... cứ nhìn rồi mình người ta miệng nó vừa mở ra một cái. Vâng. Là mình nói. Mà khớp luôn. À, khớp luôn. Nhưng mà có những câu dài, câu ngắn thì có thể là tiếng của Trung Quốc thì nó dài mà tiếng của mình thì nó lại ngắn chẳng hạn thì... Em có biết là tại sao mà cái dòng chữ âm nó hay có chữ hả không? À. Thôi đừng nói gì hả? Được rồi mà. À. Là tại sao vậy hả? Tại... là cái phản xạ tự nhiên khi mà mình vừa nói mà vừa nhìn á. Vâng. Mà vừa nói hết chữ dưới đây rồi mà dòm lên mà thấy cái miệng người ta còn á. Thì phản xạ đầu tiên hả? Là thấy cái hả để cho nó vô miệng. À, thì... đó. Em lại tưởng là đấy là phong cách kiểu... chuyển ngữ của TVB, hóa ra là đấy là cách đó là cái mẹo ở trong đó. Và cái hãng phim TVB đó họ yêu cầu mình á là không được nói rõ chữ. Không được nói. Đừng nói rõ chữ nhiều quá. Vâng. Tức là họ sẽ nói bằng cái ngôn ngữ mà nó như là một người nước ngoài nói tiếng Việt chứ không phải là như người Việt nói tiếng Việt. À. Họ thức dậy đó. Vâng. Lớn như vậy đúng, nhưng mà nó tạo thành phong cách riêng của phim TVB thật. Yeah. À bây giờ mới biết là hóa ra trong nghề nó cũng có lắm những cái technique mà nhỏ nó đấy. Có nhiều cái chiêu trò lắm. Vâng. Bởi vậy hãy mà thiếu biệt vậy hả? Được rồi. Được rồi. Nó nói vậy đó. Vâng. Người diễn với anh nhiều nhất, diễn cặp với anh nhiều nhất là ai? À, chỉ có chị Hồng Đào thôi. Đấy là diễn viên cặp cùng với anh nhiều lâu nhất ấy. Là chị Đào. Vâng. Ở Nhật Bản ấy, họ có một cái loại hình nghệ thuật có tên là manzai, tức là có hai diễn viên hài với nhau, nó như kiểu tấu hài của mình. Ừ. Nhưng có hai người là song tấu ấy. Thì họ đi với nhau từ khi còn trẻ. Ừ. Thế có một hôm em sang đấy em xem cái cách họ tuyển lựa, thì hóa ra giữa 300 diễn viên ở dưới này mỗi người sẽ lên nói một chút. Ừ. Sau đó lúc sau thì mọi người sẽ tự kết đôi, mà có thể là hai nam nữ hoặc là hai nữ, nhưng mọi người sẽ bảo là anh Minh ấy, em thấy anh với em là rất là hợp với nhau trong một cặp. Ừ. Vậy thì mình là một cặp manzai. Thì cái cặp đấy là họ diễn hài, mà họ chỉ là diễn hài nhá, họ diễn với nhau từ lúc bắt đầu học nghề vậy cho đến lúc tận khi về già. Thì trừ phi là có thay đổi gì đấy hay là có xích mích gì đấy thì họ phải đổi diễn viên. Thế nên là em có thể thấy là như anh với chị Hồng Đào là có thể tính là một cặp. Trong nghề mà nói là gọi là một cặp manzai theo kiểu nghệ thuật của Nhật Bản. Tức là diễn hài với nhau dài. Nó có lợi lắm em. Lợi như nào? À, hai vợ chồng mà diễn hài, đi diễn chung với nhau, diễn hài nhau, nó có những cái lợi là như vậy. Anh không biết làm sao chứ thường thường mình suy nghĩ về đề tài gì, tự nhiên nghĩ ra, đang ngủ hay đang làm gì. Ê, em ơi, anh mới nghĩ cái ý này. Và Kỳ Đạo nói, anh, em mới nghĩ cái ý này nè. Là coi như là vừa nghĩ mà có như gần với nhau là làm là bàn liền ngày lúc đó. Vâng. Nó lợi lắm. Vâng. Có thể tập kịch bất cứ lúc nào. Vâng. Kể cả trên giường luôn. Vâng, xong là đi làm thì cũng đi làm cùng nhau luôn. Cùng nhau luôn. Tiện luôn. À, mà nói chung là hiểu nhau đến mức là biết luôn cả cái ngữ. Những người diễn nhiều với nhau bình thường là bạn bè mà không phải là một cặp vợ chồng ấy, thì họ còn quen cái cách diễn của nhau. Đây anh chị còn quen hết cả tính cách, cả sinh hoạt. Như vậy là anh chị là cái cuộc hôn nhân kéo dài bao nhiêu năm nhỉ? Hình như là anh với chị Đào lấy nhau năm 95. 95. 95, sau đó đến tận năm tới năm 19. 19 là 24 năm. Quá. Yeah. Hiểu nhau. Em với vợ em mới lấy nhau được năm sau mới được 10 năm.
mà bọn em bây giờ người kia mới chỉ có a à, cái là em biết ngay rồi. Là định nói a à cái gì rồi, em bảo rồi em biết rồi và em làm đúng như là cái đấy thật, hoặc là em chỉ cần quay sang nhìn thôi là vợ em biết là em muốn lấy cái gì. Mà huống chi anh chị là 24 năm thì còn hiểu nhau đến mức như nào nữa. Và rồi anh cũng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy. Đâu là cái giai đoạn khó khăn nhất với anh trong trong cái cuộc gọi là mình bước ra khỏi cái hôn nhân đấy? Đâu là giai đoạn khó khăn nhất với anh? Khoảng năm 18, 19. Tức là sau khi anh chị chia tay. Thì là 2017 là anh chị chia tay, thì 18, 19 là cái giai đoạn khó khăn nhất của anh. Tức là cũng mới đây, cũng cách đây có độ khoảng 2-3 năm. Mà anh nói cái này ra thì khi hai chồng còn gây lộn, còn giằng xéo với nhau, cái đó không nguy hiểm. Thế ạ. Nguy hiểm nhất là cái sự im lặng. Vâng. Im lặng. Tức là lúc đấy cả hai anh chị cùng im lặng. Im lặng. Vâng. Im lặng này có nghĩa là mình không còn gì để nói nữa. Có nghĩa là không biết nói gì. Vâng. Em cũng có nghe người ta nói rằng là thực ra cái việc giữa ghét và yêu ấy, nó vẫn là hai mặt của một loại cảm xúc thôi. Dương hoặc âm của một loại cảm xúc. Nhưng dù là dương hay âm thì nó vẫn có. Còn nó cái sợ nhất là cái trạng thái không có gì. Tức là cũng không ghét, cũng không yêu nữa. Thì đấy là trạng thái không có gì. Thì đây có phải là cái trạng thái mà anh nói đến là cái trạng thái mình cũng không có gì để nói không? Không biết nói gì. Không biết nói gì nó khác với không có gì để nói. Cái giai đoạn này kéo dài bao nhiêu lâu? Cái giai đoạn không biết nói gì. Anh nghĩ chắc cũng khoảng chừng năm. Một năm trời. Không biết nói gì. Nhưng lúc đấy là điều kiện công việc của anh chị còn gần... Vẫn tiếp tục. Vâng. Vẫn ra làm cho khán giả cười. Vâng. Tuy nhiên bây giờ nhắc tới anh cảm thấy lạnh người em. Đấy rõ ràng là một cái giai đoạn mà em nghĩ sẽ không, chắc là sẽ không bao giờ quên với anh cả. Nên là nhắc lại đương nhiên anh có cảm giác là lạnh người là đúng thôi. Anh biết không, anh nhớ hoài cái này trong đầu. Anh nhớ là người ta nói người đàn ông mà sống có gia đình mà sống quá 50 tuổi thì khó có đổ vợ lắm. Thế à? Cái năm anh 50 tuổi, em ơi, anh qua 50 tuổi rồi. Vậy là chắc gia đình mình à. Lúc ấy anh đã từng nói như vậy, tức là theo đúng như cách người ta vẫn nói với nhau là qua 50 tuổi thì mọi chuyện có thể đi được đến tận cùng. Và cho tới ngày hôm nay thì anh thấy đúng là không có gì nói trước được. Có khi nào vì thế mà anh chủ quan không? Như kiểu anh em mình bảo, à xong, qua 50 tuổi rồi, từ nay là anh em mình yên tâm là sẽ... Anh nghĩ cũng có thể là vậy. Cũng có tư chủ quan. Và sau năm 50 tuổi bao nhiêu lâu thì là mọi thứ dừng lại? Thì 59. Cái tuổi 59. 59. 9 năm sau. Em nghĩ vậy là cũng là một quãng thời gian mà cũng đủ để qua cái sự chủ quan của anh rồi, nên em nghĩ đây không phải chủ quan đâu. Nên thôi cũng như kiểu người ta nói là duyên số thôi. Thôi duyên số đi em. Anh em cũng chả biết bàn thế nào. Em chỉ muốn quan tâm đến là cái giai đoạn mà sau khi anh chia tay chị xong ấy, cái giai đoạn đấy là lúc ấy là giai đoạn của riêng anh. Vâng. Còn giai đoạn trước dù sao đây vẫn là giai đoạn của cả anh cả chị, em không muốn hỏi thêm nhiều. Nhưng mà giai đoạn của riêng anh ấy, cái giai đoạn một mình anh, một mình ông Quang Minh vật vã với nỗi buồn của ông ấy, thì lúc ấy mọi chuyện như nào? Nó buồn lắm. Thì tất nhiên là buồn rồi. Làm gì có chuyện lúc ấy lại vui được. Cái khó khăn nhất của anh đó. Vâng. Nói về khó khăn nha. Vâng. Anh mê nghề lắm. Tức là mê nghề diễn của anh. Anh yêu nghề lắm. Vâng. Thì như quý vị khán giả đã biết là có Quang Minh là phải có Hồng Đào. À. Có Hồng Đào là phải có Quang Minh. Vâng. Thì kỳ này còn có mình Quang Minh. Vâng. Cho nên sau khi xảy ra chuyện rồi, thật sự mà nói, anh không ngờ khán giả quan tâm tới cái cặp Quang Minh Hồng Đào nhiều lắm. Vâng. Rất nhiều. Họ nhắn trên Facebook hỏi thăm mẹ nọ. Không ngờ cái điều đó xảy ra. Vâng. Và lúc đó là thật sự anh muốn ngưng lại. Anh muốn ngưng lại để cho tinh thần của mình nó được tạm ổn. Vâng.
Và cái thứ hai nữa, thí dụ giống như xong xuôi rồi chị Đào có partner khác, vâng, giữ với anh Chí Tài, vâng, diễn với lại một hai người khác, còn anh thì không. Cái suy nghĩ của anh là không, là tại vì anh muốn làm, anh chưa muốn, thực sự mà nói là anh chưa muốn ai thay thế chị Đào lúc này, vâng. Và anh không muốn là tự nhiên bây giờ tụi anh mới vừa break nhau, mới vừa ly dị rồi, vâng, thì chị Đào diễn với một người khác, anh đi diễn với một người khác. Suy nghĩ của anh đó, thì thấy nó kỳ quá, vâng. Thì thôi để cho chị Đào yên ổn đi, vâng. Anh tạm ngưng một thời gian cho tinh thần của anh được ổn định lại, vâng. Rồi anh nhớ có một lần bầu show muốn anh diễn với một người khác, thì bữa đó anh cứ đi diễn với một người thanh niên khác, vâng. Bữa anh diễn xong, tình cờ anh diễn xong với lại cái bạn đó, tự nhiên nói giờ cái thưa quý vị, phần trình diễn Quang Minh và ông Đào đi chấm dứt thôi, chào quý vị. Anh biết cả rạp lặng đi một chút xíu, vâng. Xong rồi người ta mới vỗ tay. Lúc ấy anh đã nhận ra là anh nói nhầm chưa? Thường thường mình nói xong rồi khán giả vỗ tay, nhưng mà khán giả yên phán phát, ủa anh thấy ngộ. Anh mới chực nhớ, ồ mình vừa nói như vậy. Cho anh có nói lại không? Không, anh chào khán giả, anh đi vô. Vâng. Dạ. Yeah. Lúc ấy nói lại cũng dở. Dạ. Yeah. Tại vì thôi cứ coi như là một lần nhỡ mồm đi, khán giả người ta cũng tự hiểu rằng là mọi thứ nó vẫn đang như vậy. Trở thành cái thói quen. Vâng. Và có những câu dẫn mà đến như bọn em đây chỉ dẫn một cái chương trình lặp đi lặp lại trong vòng một thời gian thôi, mà đến khi đi dẫn chương trình khác còn vẫn nhầm là chuyện bình thường. Huống chi là cái câu chào đấy của anh nó đã diễn ra hàng bao nhiêu năm rồi, có phải đến hai chục năm không anh, hơn 20 năm không? Cũng phải bằng đấy năm đấy. Cũng bằng đó năm á. Bằng đó năm anh chị diễn với nhau. Và nó đã thành gần như là thành câu gọi là nó còn hơn cả câu cửa miệng, còn hơn cả thói quen. Nên việc anh nhầm như vậy chắc khán giả cũng hiểu. Cuộc sống hàng ngày, những thói quen của anh thay đổi như thế nào? Hồi đó trong gia đình á, anh với chị Đào có phân công rõ ràng. Vâng. Chị Đào có nhiệm vụ lo hai đứa nhỏ học hành. Vâng. Theo sát hai đứa nhỏ. Vâng. Còn anh là tất cả việc nhà anh đảm đang, trừ cái bếp ra thôi. Cái bếp là nhiều việc nhà nhất thì anh lại trốn. Không, cái bếp nấu ăn á. Vâng, thì đấy là cái chỗ nhiều việc nhất. Thì nhiều việc nhất mà anh hoàn toàn, anh lớn lên anh không thích đụng tới cái bếp. Anh thích lau chùi nhà cửa, sắp xếp nhà cửa, vâng. Anh cứ làm cái đó không à. Vâng, nhập việc đấy thì ok, nhận hết, nhưng nhận mà hết. Chỉ riêng cái bếp là anh không thích nấu nướng. Vâng. Sau khi xảy ra thì cái giấc ăn á, vâng, anh khó khăn nhất, anh không biết nấu gì hết. Ừ. Bây giờ anh còn biết tự lo về chiên hộp gà, vâng, nấu mì gói, vâng, nấu cơm, tập, vâng, nấu cơm ăn được thì được chứ. Ngoài ra thì anh đi ăn ngoài. Vâng. Và cũng có hay phải rủ dê bạn bè để ăn cho đỡ buồn không, chứ ăn một mình buồn chứ? Có. Không bao giờ, anh có một cái thói quen là không bao giờ đi ăn một mình. Ngày xưa đó, mỗi lần anh đi ăn cơm hay là đi ăn nhà hàng với gia đình đó, thì anh dòm anh thấy có người nào ngồi ăn mình đó, tự nhiên có cảm giác con người này sao lẻ loi cô đơn quá, vâng, buồn quá, vâng. Từ đó anh có một cái ấn tượng là nhất là bên Mỹ nữa, vâng. Anh biết không, bên Mỹ cái cộng đồng của Việt Nam mình đó, có chút xíu à, vâng. Anh nhớ có một lần anh thèm đồ ăn Việt Nam quá, anh cứ đi đại vô tiệm Việt Nam và anh hỏi người này mua cái này, hỏi kia mua cái kia, thì tình cờ anh đang tìm thì anh dòm lên thì anh thấy hai ba bà Việt Nam đang xù xì về anh cảm giác đau lòng cho mình quá. Tại vì lúc đó anh bị mặc cảm nhiều thứ lắm. Vâng. Anh bỏ hết, anh chạy ra xe đi về. Sau này thì anh cứ tới những cái tiệm Mỹ á, ngồi anh ăn. Vâng. Mà ăn đồ ăn Mỹ hoài nó cũng ngán. Vâng. Thôi anh mua thùng mì gói về, anh ăn. Vâng. Anh không dám vô chợ Việt Nam nữa. Vâng. Cũng mọi thứ nó đều dễ gợi lại cho anh cái nỗi buồn này. Ừ. Nên là anh phải né đi một thời gian. Dạ. Yeah. Nói chung cũng giống như là mình bị bỏng vậy, thì mình phải tránh xa cái nguồn lửa đã. Ừ. Chứ nếu như mình cứ đứng gần đấy thì cũng còn lâu mới chữa được hết cái vết bỏng đấy. Xong là đấy là lúc ở bên Mỹ, còn về Việt Nam thì sao? Còn về Việt Nam thì nhưng đang còn thích hỏi thăm. À đúng. Nhưng đang thích hỏi thăm. Đúng. Dạo này thế nào, anh khỏe không? Khỏe công không? Việc thế nào rồi? Gia đình thế nào? Rồi có nhiều người họ không có tin tức. Anh Minh, kỳ này chị Đào có về không? Vâng. Anh chị Đào ở bên Mỹ, có mình anh về em. Vâng. Thì cứ vậy đó. Vâng.
Họ cứ hỏi cuối cùng là còn trực diện hơn, kia là người ta mới chỉ xì xầm với mình thôi, là mình đã thấy cũng nhột nhột rồi, đằng này lại còn hỏi trực tiếp. Nhưng rồi cuối cùng đằng nào anh cũng phải đối mặt với việc đấy thôi. Thì mình phải chấp nhận em. Vâng, xong anh làm nào để anh xử lý được cái cảm xúc của anh khi đối mặt với việc đấy? Cái có thời gian anh sợ gặp mọi người. Anh cứ ở nhà vậy đó. Hoặc là anh đi ra biển, anh lang thang, hay hoặc là anh đi shopping ngày này nọ. Vâng. Như vậy cứ thích sống một mình. Cái ngày anh nghĩ không được, mình phải sống. Yeah. Mình phải vực dậy. Anh tin chắc một điều là chị Đào cũng không muốn anh buồn phiền. Cái thứ hai nữa là anh còn mê nghề lắm. Yeah. Cho nên cái điều trước tiên của anh là anh phải lo tập thể dục. À. Anh đi gym. Đầu tiên vẫn là lo mình trước. Lo mình trước. Bây giờ phải thương cái bản thân mình, lo sức khỏe của mình. Bây giờ ngã bệnh xuống ai lo? Vâng. Nhất là anh sợ xấu nữa. Anh rất là sợ xấu vì sợ già. Cái này anh tâm sự thiệt. Vâng. Cho nên lúc nào mình phải chăm sóc của mình hết. Vâng. Để mình giữ lại cái phong thái của mình. Vâng. Để người ta còn mời mình làm nghề nữa chứ. Vâng. Thế là anh đi tập gym. Anh đi tập gym rồi sức khỏe của mình. Rồi ráng luôn ăn uống về. Vâng. Thế là ổn định lại về sức khỏe. Ổn định lại con người mình. Sợ nhất là bệ rạc. Vâng. Cho nên từ đó anh quyết định là cái chuyện gì ra chuyện đó, chuyện tình cảm để sang bên. Cái thời điểm cái mà anh quyết định rằng là thôi mình sẽ không buồn và không thể cô đơn lang thang mãi ngoài biển này, và mình phải tập lại sức khỏe rồi mình ổn thỏa lại đi, là cái khoảnh khắc ấy nó như thế nào? Anh tự nhiên một ngày anh bảo thôi anh chán buồn quá, anh phải buộc lòng phải quay lại, hay là có ai đấy khuyên anh, hay là có cái sự kiện gì đấy mà khiến anh nhận ra là anh phải quan tâm anh trước không? Anh nhận ra một điều là mình cứ buồn hoài nó giúp được gì cho mình? Đúng. Rồi mình không chăm sóc mình, khán giả gặp vô, ôi sao này Quang Minh xuống dữ vậy trời. Vâng. Hoặc là bạn bè, ôi sao này mà tàn tạ rồi nữa. Vâng. Anh không muốn như vậy. Vâng. Anh muốn mình phải sống. Vâng. Phải bước đi. Vâng. Và thế là anh quyết định đi theo hướng như vậy. Dạ. Vâng, em nghĩ đấy là một cái lựa chọn mà gần như rất nhiều khách mời của em cũng lựa chọn như vậy khi họ ở trong nỗi buồn lâu quá. Ừ. Hồi đấy là anh ở trong cái khoảng thời gian cô độc, cô đơn đấy, trong bao lâu thì anh bắt đầu mới quyết định là đứng dậy như vậy? Cũng năm mấy đấy em? Cũng hơn năm. Cũng hơn năm đấy em. Và anh có nhớ cái hình ảnh của bản thân mình trước khi anh bước ra khỏi cái quãng đấy nó như thế nào không? Trông nó có tệ lắm không? Tệ thì không tệ mấy đâu. Nhưng mà đối với anh là tệ. À đấy ạ. Tức bọn em nhìn thì vẫn không sao, nhìn vẫn ngon, nhưng mà anh đối với anh thì là không ngon. Đối với anh là không được. Vâng. Lúc đấy là tinh thần thì trông cũng buồn bã, dễ tổn thương. Ai nhắc đến một chút gì đấy về chuyện xưa cũng có thể khiến anh buồn. Nha. Anh về đây thì báo chí cũng hay liên lạc, cũng vâng, hỏi thăm mày nọ. Vâng. Anh đều xin phép cho Quang Minh không nhắc tới nữa. Vâng. Tại anh muốn là hãy để tất cả mọi chuyện lắng đọng xuống đi. Vâng. Để mình còn tiếp tục. Vâng. Làm việc, tiếp tục sống. Vâng. Còn tất cả mọi chuyện như thế nào á, tương lai rồi sẽ rõ. Vâng, cái đấy thì đó. Đúng. Con cái thì cũng đã, khi mà anh chị chia tay là cũng đã lớn rồi. Lớn rồi em. Vâng. Có lúc nào đấy mà kiểu con cái ảnh hưởng đến cái quyết định của anh chị trong việc là tiếp tục hay là chia ly không? Cái lần sau cùng mà anh nói chuyện với con anh á, là có chị Đào nữa. Vâng. Nó mới nói là nếu như ba mẹ mà sống không có vui á, con nghĩ ba mẹ nên trả tự do cho nhau đi. Vâng. Riêng anh á, sau khi chia tay, cái điều hối hận của anh nhất và nó vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh. Vâng. Anh đã làm cho hai đứa con gái nó buồn. Vâng, cái đấy thì không thể tránh khỏi. Dạ, yeah, tại vì hai đứa con gái anh thương lắm. Cho nên đó là cái điều mà anh hối hận nhất. Đấy chỉ là một cái gần như là nó là cái giá của việc là mình đã phải lường trước khi mà anh quyết định như vậy rồi. Và nỗi buồn của một người ba khi mà để cho hai cô con gái buồn thì em nghĩ nó là một phần mà mình đã phải lường trước trong việc là mình phải chấp nhận khi mình lựa chọn việc này. Trong hơn một năm trời anh cô đơn với nỗi buồn như vậy, cái hình ảnh và cái công việc, cái sinh hoạt, cái lịch làm việc của anh một ngày lúc ấy nó như thế nào? Bên Mỹ thì không có làm việc ngày thường. Vâng. Chỉ cuối tuần thôi. Vâng. Còn về Việt Nam thì may mắn được có những ngày được đi quay quảng cáo. Vâng. Quay quảng cáo, cáo quay phim thì có thể quay phim. Vâng. Đâm ra những cái việc làm á, không những giúp cho anh có tiền bạc trong đời sống, nhưng mà nó còn giúp cho anh về tinh thần nhiều hơn nữa. Vâng. Có nghĩa là mình làm việc mình quên đi. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa hơn chưa? Thì bây giờ nó tạm tạm rồi đó. Hôm nay tại em á.
Sao lại tại em? À, tức là vì em gợi lại chứ. Em gợi lại. Vâng, ok. Đó là những tâm sự thật lòng, những cái nỗi niềm của anh ở trong người. Vâng, em cảm nhận được. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện chắc là công việc cũng đã kéo anh vào một cái guồng sinh hoạt đều đều. Còn lại ở nhà thì sao? Bây giờ anh đã có cách nào để làm quen với bếp chưa? Rồi ăn uống như nào? Bây giờ anh biết nấu sơ sơ. Biết nấu sơ sơ. Biết luộc rau, chiên hột gà. Chiên hột gà, rau luộc. Chiên hột gà. Bên ngoài gọi là trứng gà rán. Rồi. Ôi, gì? Trứng gà rán. Trứng gà. Ngoài Bắc thì sẽ gọi là trứng gà rán. À. Anh là chiên hột gà. À. Sau đó thì anh vẫn duy trì việc tập gym các thứ. Cái quan trọng nhất. Vâng. Tại vì anh nghĩ sống cho tới ngày hôm nay và sau khi cái dịch rồi đó. Vâng. Anh mới thấy anh sống chậm lại. Vâng. Anh mới thấy là không có gì quý hơn sức khỏe. Vâng. Bây giờ mà em có mê tiền cỡ nào đi chăng nữa, anh bệnh xuống một cái lúc đó tiền bạc đối với em không là nghĩa lý gì hết. Vâng, đúng. Đối với là vậy, nhất là với cái tuổi. Vâng. Với cái tuổi. Dạ, cũng bắt đầu phải, tức là nó giống như cái xe đã chạy quá lâu rồi thì kiểu gì nó cũng phải có hỏng. Kiểu gì cũng phải hỏng. Chỗ nào thay được thì mình thay, còn không thì mình nhìn chung là cũng phải giữ gìn bảo dưỡng thường xuyên. Em thấy là cuộc sống cũng bắt đầu khá ổn lại và anh cũng có một cái chiến thuật rất hay để thoát ra khỏi nỗi buồn, là việc đầu tiên là tu sửa nâng cấp bản thân. Vì chả có cách nào chống được nỗi buồn khi mình yếu cả. Vì có nhiều người bảo là trong nỗi buồn thì cần phải các yếu tố về tinh thần, rồi cần phải các yếu tố về liệu pháp này nọ kia. Nhưng em nghĩ liệu pháp gì thì nó cũng cần có một cơ thể khỏe mạnh để nó vận hành các cái liệu pháp đấy. Nên là anh chọn hướng là làm khỏe lại cơ thể mình là em nghĩ. Mình lúc nào cũng phải đáng giữ phong thái của mình. Vâng. Nỗi buồn cứ dồn nén ở bên trong đi. Vâng. Em nghĩ là anh rất giữ gìn hình ảnh. Và chính vì cái cách mà anh coi trọng cái giữ gìn cái hình ảnh đấy của mình đã khiến cho anh nó có cái động lực để anh có thể vực lại anh được. Chứ nếu như không thì thôi kệ, lúc ấy tôi nhìn trông có bệ rạc, trông có nát một tí cũng được. Tôi vẫn cứ là Quang Minh cơ mà, người tôi có mập ra một chút hay là tôi trông có xấu một tí thì chắc là lúc ấy tôi lại diễn cái vai kiểu khác. Nhưng mà không, em nhìn anh phong thái lúc nào trông cũng phong độ như này là ngon rồi. Ngày hôm nay thì chương trình có mấy câu hỏi của các vị khách xem truyền hình. Họ sẽ gửi câu hỏi cho bọn em sẽ lọc ra để chọn ra một vài câu, hai câu để muốn hỏi anh. Thì anh em mình không phải chuyên gia tư vấn, nhưng mà anh em mình là có kinh nghiệm. Đấy, thì trên cơ sở kinh nghiệm hoặc là trên cơ sở những cái suy nghĩ của mình thì mình tư vấn cho các bạn ấy, thoải mái thế ạ. Vâng. Có một bạn hỏi như này: em đang muốn ly hôn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. 3 năm kết hôn có rất nhiều vấn đề. Phía em không chịu nấu nướng, cố gắng nấu cho chồng thì cũng không ham ăn, khẩu vị không hợp và chồng em chỉ thích ăn quán. Giờ em vô tâm và hay cằn nhằn. Về phía chồng em, có tiền, có thời gian đi chơi là đi chơi gái. Bạn ấy biết hẳn thế, là đi chơi gái. Mở ngoặc, bóc bánh trả tiền. Chồng em lo sinh hoạt trong gia đình nên việc nuôi con một mình thì em tự lo, hầu như anh ấy không giúp đỡ vợ. Chính vì vậy em không đi làm được và ra tiền, và cũng không có tiền riêng. Em là người tình cảm và thích được tình cảm, còn chồng em thì luôn hững hờ. Giờ thì vợ chồng không kết nối, không còn tình cảm. Em muốn sửa đổi cuộc hôn nhân này, cho con có bố, nhưng nghĩ sự vô tâm, không tình cảm, không yêu thương này, em lại muốn từ bỏ. Như thế này đã đủ để kết thúc một mối quan hệ chưa? Mong chương trình giúp đỡ. Bạn này là bạn gái. Đại khái là hai vợ chồng có rất nhiều vấn đề sau 3 năm kết hôn. Thông thường 3 năm cũng là người ta bảo là nó hết cái chất yêu. Bình thường trong mối quan hệ yêu đương người ta cũng bảo là mới 3 năm thôi em. 3 năm thôi. Không, những 3 năm nếu như anh vẫn là người đấy nhưng anh chuyển cái trạng thái thì nó lại sang một cái kiểu yêu khác. Ví dụ như là nếu như vẫn là 3 năm một cặp đôi cưới nhau, vẫn cứ nhìn nhau thấy yêu. Thì hết 3 năm là nó hết cái đoạn nhìn nhau thấy yêu. Thế nhưng mà lúc ấy lại thấy vợ có bầu. Thì lại thấy bố cô có bầu lại đáng yêu quá. Thì cái việc ấy lại kéo dài thêm một cái chất yêu mới. Thì có bầu được khoảng 9 tháng sau đẻ ra đứa con, lại thêm gia hạn thêm 3 năm nữa, lại một cái gói yêu thương 3 năm đấy. Thế là cuối cùng là cái tình yêu được kéo dài. Xong về già nhìn nhau lại thấy đẹp lão, kiểu vậy em nghĩ là lại có tình yêu. Nhưng bạn này là sau 3 năm có vấn đề. Ở góc độ nào đấy thì họ không hòa hợp nhau cả về khẩu vị ăn uống cho đến cả đời sống tình dục của họ cũng không hòa hợp với nhau. Anh chồng cũng có những cái tìm kiếm bên ngoài. Kể cả cách được quan tâm tình cảm cũng khác nhau. Anh nghĩ cặp này thế nào? Anh nghĩ một điều á, hai vợ chồng mà có mâu thuẫn với nhau á, vâng, tốt nhất là phải có cái thời gian ít nhất là một lần hai vợ chồng nói ra hết. Vâng. Nói ra hết rồi mới hiểu được ý của người này sao, ý người kia sao. Vâng. Rồi mình quyết định. Vâng. Còn vấn đề mà hai vợ chồng mà
nó không còn hạnh phúc, nó không cùng một quan điểm, không cùng một lời nói. Cố gắng năm này, năm nọ, rồi càng ngày nó càng tệ hại hơn. Vâng. Ở đây bạn ấy có nói là đấy, cứ cố gắng để cho con có bố đấy. Tức là cái có một cái quan niệm là như vậy. Nên là chắc sẽ cố chịu đựng, cố chịu đựng, cố chịu đựng, cố chịu đựng. Như vậy thì sẽ, thứ nhất là sẽ phí thời gian cho nhau. Vâng. Phí thời gian cho nhau. Đã ra thời gian đấy có thể... Dĩ nhiên là cái tệ hại nhất là xảy ra đi đến là cái sự ly hôn với nhau. Vâng. Cái điều đó hình như không ai muốn hết. Vâng. Nhưng mà khi mà đã tới một cái đỉnh điểm nào rồi thì nên giải thoát cho nhau. Vâng. Em thấy khi em làm chương trình này xong, em nhận ra có rất nhiều các mối quan hệ thì cái ly hôn mới là cái bắt đầu cho một cái tình yêu mới, cho cuộc sống mới. Nó lại là một cái lối thoát, một cái lối ra cho một cuộc tình mà nói chung mọi thứ bế tắc. Và cả hai cứ ôm chặt nhau chìm xuống mãi, không ai có thể vùng vẫy được. Và ly hôn cũng không xấu. Xấu trong quan niệm của các ông, các bà ngày trước thôi, cho rằng là ly hôn thì là cái gì đấy ghê gớm lắm. Rồi một đời vợ, một đời chồng là ghê gớm lắm. Đúng nhưng làm chương trình này xong thì em thấy là cái việc đấy nó cũng... Nếu khi mà buộc lòng đã phải ly hôn rồi thì cũng không phải là vấn đề. Là phải chấp nhận em. Vâng. Chấp nhận, nhiều khi chấp nhận thời... Ngay lúc này thì nó buồn thiệt đó. Vâng. Nhưng mà anh hy vọng khoảng chừng 5 năm, 6 năm, 10 năm sau gặp nhau nó vui vẻ hơn. Cái đó mới là quý. Vâng. Ok, em hiểu. Em hỏi riêng thì bây giờ anh đã... Từ hồi ly hôn đấy là anh đã gặp lại chị và nói chuyện lần nào? Nhắn tin nhiều hơn. Nhưng có những con giao tiếp. Em biết không, có một lần làm anh cũng cảm động. Ở nhà anh có ở con mình. Vâng. Bên Mỹ cái dịch nó xảy ra, nghệ sĩ đi nhiều quá. Vâng. Cái tự nhiên có một ngày anh thấy chị Đào nhắn tin: anh ở mình sao không kiếm người cho xe cái phòng đi. Xe cái phòng là cho mướn cái phòng đi. Vâng. Để giống như trong nhà có thêm người á. Vâng. Để có chuyện gì thì ấy. Vâng, có chuyện gì thì có người lo lắng. Có người lo lắng, có người dòm ngó cho nhau, người biết cho nhau. Thì chị Đào chị nhắn tin như vậy, anh nói ok em, anh biết rồi. Vâng. Rồi thỉnh thoảng rồi anh nghe nói chị Đào bệnh này nọ, anh cũng nhắn tin này nọ, đại khái là vậy, hỏi thăm qua lại. Hỏi thăm qua lại. Rồi xôm tham, không biết chị nghĩ gì, anh nhắn tin không trả lời. Vâng. Đại khái người phụ nữ mà em, cho nên mình cũng thông cảm những cái chuyện đó. Vâng. Vâng. Đó. Có bao giờ anh nghĩ trong tương lai nào đấy anh chị có thể quay lại diễn cùng nhau không? Anh thì, thú thiệt thì anh thì sẵn sàng. Vâng. Bầu xô bên bển yêu cầu dữ lắm. Vâng. Nhưng mà hiện tại thì anh nghĩ chắc chị Đào cũng chưa muốn đâu. Tết vừa rồi có một cái show anh diễn chung với chị Đào. À có diễn không? Không, anh làm MC. À. Còn chị Đào diễn người khác. Vâng. Anh là người giới thiệu chị Đào ra diễn. Vâng, cảm xúc lúc ấy như thế nào? Cảm xúc thì nó cũng bồ hồi chạy lòng chứ em. Vâng. Cái chị Đào bước ra thì tất cả đều là những cái phản xạ tự nhiên mà nói. Anh gặp chị Đào cái anh nói là: oh, you look good. Đó, đại khái là vậy. Vâng. Cái chị Đào hỏi: oh, how you doing? Vâng. Yeah, I'm fine. Rồi thôi, anh đi vô. Tất nhiên là những câu giao tiếp rất đơn giản thôi, nhưng em nghĩ là chất chứa trong từng lời, từng chữ một, em nghĩ là có rất nhiều thông điệp trong đấy. Anh chị cảm nhận được mà. Em bên người ngoài, em chỉ lướt qua thì em cảm nhận thế. Nhưng chắc anh chị sẽ thấy từng từ, từng chữ một nó chất chứa và nó nặng vô cùng. Từng từ, từng lời một. Vâng. Rồi, anh em mình quay sang câu thứ hai. Không quên được cái việc tư vấn. Tôi là một ông bố đơn thân có 4 đứa con. Ui ôi, 2 trai và 2 gái. Chúng tôi sống ở Mỹ. À, vậy là cũng ở gần với anh rồi. 2 đứa con trai thì tôi không có gì phải lo lắng cả. Nhưng 2 đứa con gái của tôi thì vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Tôi chỉ muốn cất giữ chúng nó mãi trong bàn tay mình và không hề muốn bất cứ một tên con trai lạ hoặc nào làm tổn thương đến 2 đứa nhỏ. 2 đứa mới bắt đầu vào tuổi dậy thì mỗi lần đưa chúng nó đến trường là tôi thấy đám con trai lại dí mắt vào nhìn 2 đứa nó. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng và bất an. À đấy, có bất an. Tôi sợ một ngày con tôi có người yêu và mấy thằng nhỏ đó sẽ làm con tôi khóc. Vì không có mẹ nên mấy đứa nhóc nhà tôi cũng ít tâm sự với tôi về chuyện yêu đương của chúng nó. Nếu một ngày con tôi dẫn bạn trai về ra mắt, tôi phải làm như thế nào để dàn mặt bạn trai của 2 đứa nó để mấy tên nhóc đấy không làm tổn thương con tôi. Đây là kiểu một ông bố kiểu giữ con theo kiểu là bạn trai đến nhà ngồi đây thì ông sẽ ngồi ở ghế tiếp theo và ông nhìn chằm chằm 2 đứa nó, ông coi mất. Đây là người cha theo kiểu bảo bọc, theo kiểu giam sát. Anh thấy thế nào với trường hợp này? Anh thì khác với ông này lắm. Anh xem con anh em giống như bạn vậy đó. Theo dõi nó đó. Vâng. Em âm thầm thôi.
À. Em âm thầm thôi chứ em đừng có ra mặt. Mà con cái mà em bám sát nó quá, em càng bám sát em càng mất. Tại vì nếu em bám sát nó quá, nó không dám tâm sự thật lòng với em. Con anh đi học xa, lâu lâu anh gọi điện thoại đó. Sao con? Con có bạn trai chưa? Nó nói sao? Cô gửi hình cho ba coi. À. Để coi đẹp giống ba không? Thí dụ vậy. Em hiểu không? Còn phòng của con anh á, anh tập cho nó thói quen từ nhỏ là không được khóa, không được đóng cửa phòng. Vâng. Quy định âm thầm thôi. Vâng. Đó cũng giống như chị Đào. Chị Đào chỉ thường nói tụi nhỏ. Chứ không ngại gì hết với em, chứ nói con gái lớn rồi, còn đang đi học đó, có gì phải giữ gìn. Ở Việt Nam mà nói rằng là nếu như mà có kiểu đi quá giới hạn chăng nữa thì phải biết bảo vệ bản thân mình bằng các biện pháp. Bằng các biện pháp, đó, đại khái là vậy. Vâng. Nói thẳng luôn cho tụi nó hiểu là như vậy. Chứ mình đừng có mập mờ, phải cho tụi nó hiểu. Nhất là nít nó tò mò. Vâng. Đó, đối với con anh là như vậy. Vâng. Với anh hỏi câu hỏi này thì chúng tôi cũng phải nói thật là trong chương trình Lối Ra của chúng tôi có rất nhiều, nói rất nhiều thì không phải, nhưng mà phải đến 3-4 người là hậu quả của việc là bị gia đình khó khăn quá, không ôm chặt như này quá, tức là bảo bọc quá. Và các cô ấy coi cái việc lấy chồng là một việc để giải thoát khỏi ông bà già. Chính xác. Và chính vì thế là cái việc là khi mà có một đối tượng đến ấy là họ yêu luôn, họ cưới luôn bằng cách nào cũng được, cưới luôn cũng được, để không ở trong nhà nữa. Yeah. Và cuối cùng cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc vì đúng. đơn giản là nó không được tìm hiểu rồi không được gì cả. Yeah. Đấy là hệ quả của việc là bố mẹ giám sát quá chặt. Nên là anh rất nên tham khảo ý kiến của anh Minh là dù trong lòng mình rất lo, mình rất muốn giám sát nhưng mà cái đấy là bí mật thôi. Yeah. Còn lại âm thầm. Còn lại cứ để cho con gái của mình có một cái khoảng không và cố gắng là nên trao đổi với con theo một cách thẳng thắn và cũng không có gì phải ngại cả, vì ngày nay nói chung các con nó cũng tiếp cận với mọi thứ nó cũng tốt hơn mình ngày xưa nhiều anh ạ. Nên anh có cố giữ thì anh càng giữ thì sẽ càng khổ anh và càng khổ cả các cháu thôi. Chính xác. Nên là hãy tạo cho các con khoảng không và làm sao đấy vẫn âm thầm theo dõi. Và thế một lúc nào đấy anh cũng không theo dõi được mãi đâu. Mà nó đi lấy chồng thì lúc ấy anh nên làm quen dần với việc đấy. Qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay, nếu như bây giờ anh có một lời khuyên nào đấy cho những người đã từng trong hoàn cảnh của anh, hay là những người mà đang ở trong những nỗi buồn sau một cuộc ly hôn, thì nếu có lời khuyên anh muốn khuyên họ điều gì? Bớt rảnh rang lại. Vâng. Mà rảnh rang lại ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời này. Vâng. Thế nhưng mà đấy có phải là cách mình chạy trốn nỗi buồn không? Tức là anh em mình cứ làm bận rộn để đầu óc mình không nghĩ đến nỗi buồn nữa. Đấy có phải một dạng chạy trốn nỗi buồn không? Nếu em nghĩ vậy là cũng có thể là như vậy. Vâng. Nhưng mình chạy đến bao giờ? Người ta hay nói câu là thời gian nó sẽ làm giảm bớt đi cái nỗi buồn. Vâng, tức là chạy. Thời gian nó là xoa dịu niềm đau. Vâng. Đó, những câu hơi xính xớt nhưng mà vâng, có thiệt á. Vâng, cái đấy thì em yeah, em cũng trải nghiệm được. Yeah. Và rõ ràng là thôi cứ chạy lúc nào mệt thì tự nhiên phải quay lại. Nỗi buồn sẽ đuổi kịp chúng ta và lúc ấy chúng ta đủ mệt rồi, chúng ta không muốn tranh luận với nỗi buồn nữa thì nỗi buồn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Yeah. Đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn anh. Những lời khuyên của anh vừa rồi cũng là phần khép lại cuộc nói chuyện của anh em mình ngày hôm nay. Một buổi nói chuyện mà em nghĩ đúng là cách nói chuyện của người đã có những cái trải nghiệm trong cuộc sống đủ dài. Và cũng em cũng nhận thấy một điều là với bất kỳ lứa tuổi nào thì cái nỗi buồn của một cuộc chia tay sau một thời gian gắn bó nó đều gây ra những cái nỗi đau, đại khái cũng mệt mỏi như nhau. Chứ không phải là vì là ơi giờ bây giờ mình thấu hiểu cuộc đời rồi thì mình bước qua một cách dễ dàng. Không, với mỗi người sẽ có một cách khác nhau, chứ nó không liên quan đến chuyện là vì mình đã trải đời, mình có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ đỡ đi. Và thứ hai nữa là anh cũng cho em một lần được gọi là được chạm vào cái nỗi đau đấy, thay vì bấy lâu nay anh cũng gạt hết. Và bọn em cũng được anh tín nhiệm để chia sẻ cùng. Em cảm ơn anh việc đấy. Và với quý vị khán giả thì chúng tôi hy vọng là cuộc nói chuyện vừa rồi của anh em chúng tôi cũng phần nào mang đến cho quý vị những thông tin, trước mắt là thông tin đã, còn đâu đó thêm nữa là những lời khuyên, những cái gợi ý, những cái kinh nghiệm mà những khách mời của chúng tôi đã trải qua, để hy vọng là từ những kinh nghiệm đấy quý vị có thể bồi đắp thêm cho cuộc hôn nhân của mình, hoặc nếu như chẳng may chúng ta đang trong nỗi buồn thì cũng sớm tìm cách để có thể vượt qua. Và chương trình Lối Ra ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ.
thẫn thờ chỉ lên đanh tay trắng tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc bước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thêm những chân nghĩ, loay hoay tìm lối thoát ra ai cho. Giang đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta, chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là. Đập tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta, từ sâu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra.